Rồi mời anh em uống trà. Uống trà với uống nước mời anh em chứ nhiều chuyện khác không mời anh em được ha. Ơi, mới rót ra nóng uống tới luôn anh em ơi. Dạ, mến chào cô chú anh chị. Thì bữa nay trở lại công việc, con sẽ làm cái giao cho anh Đức cho rồi luôn cô chú anh chị. Dạ, thì bữa nay con sẽ làm rồi cô chú anh chị mình cùng anh Đức theo dõi nha. Thì con sẽ lấy cái phôi thép này, con sẽ vô gió đá con cắt. Cắt xong rồi con sẽ làm rồi cô chú anh chị cùng anh Đức theo dõi. Dạ, con cảm ơn nhiều ạ. Rồi ok, thì mình cắt xong rồi thì mình đi tiến hành mình vô lửa mình làm luôn cô chú anh chị ha. Cái gì 8-9 ly không biết sao gãy đây anh em. Tám chín ly thì không dám nói chứ bảo là 7 ly là bao anh em hết ha, bao anh em hết 7 ly. Vô rồi. Vô rồi anh em ơi. Vô về ha, vô lên cắt bỏ khoảng phân rưỡi ha. Rồi.
Rồi anh em ơi, đó, thấy có gì có hình này ha. Giờ toàn bộ mình vô mình sửa tay hết. Má trời, cái lưng như chỗ này từng này có 8 ly mà đập tăng nữa ha. Đó. 8 ly mình lấy ra rồi, còn 6 ly 5 ly là đẹp ha anh em. Đây, nói chung mình làm clip mình cũng cắt bớt nha anh em, bớt cũng nhiều luôn á anh em ơi. Mình tóm gọn là mình lấy nói chung chừng khoảng 2 phần à. Đó, còn anh em nào mà nói chung có yêu cầu mình, có yêu cầu nó tôi yêu cầu Cường làm clip, làm cái dao của tôi mà làm trọn vẹn luôn, thì đây mình làm trọn vẹn, có thể là cái điện thoại mình tải được 2 giờ đồng hồ nha anh em. Đó, ví dụ như nếu làm con dao trọn vẹn là mình tải khoảng 3 clip là khoảng 6 giờ đồng hồ. Đó, hoặc là tại vì một cái dao này làm trên 5 tiếng đồng hồ, từ 4 tiếng mấy trở lên đó, thì mình sẽ tải 3 clip cho anh em luôn ha, là làm không bỏ công đoạn nào hết đó. Có thể là công đoạn đốt mình bỏ, nhưng mà trong khi đó là làm cái dao này không có dưới là 4 giờ đồng hồ, là cũng như 4 giờ mấy đồng hồ, là không có dưới 3 clip hoặc 2 clip. Mình ngắn gọn là ngắn gọn 2 clip là 1 clip khoảng 2 giờ đồng hồ đó, là có thể là mình tạo cho anh em được ha, một cái video mặc một cái video 2 tiếng mấy gì đó, cắt bớt là 2 tiếng mấy mình vẫn tải cho anh em được. Yêu cầu là mình làm nha anh em. Rồi, yêu cầu. Bây giờ mình vô mình sửa lửa, hai lửa nữa, mình sửa cái này nữa ha. Mình sửa này cũng rất là nhiều lửa rồi nha, chứ không phải có một lửa, nó hai lửa đâu nha. Này mình rửa lửa nãy giờ mình sửa khoảng 6 lửa rồi anh em. Rồi, sửa tiếp nữa. Rồi, một lửa nữa, nãy giờ mình đập cả 100 lửa anh em ơi. 365 lửa luôn chứ lăn lửa 100 lửa. Còn lửa nữa xong cho mình trà mình uống cái rồi cái tính tiếp. Giờ chủ yếu là mình sửa gò với sửa tráng. Rồi đó. Hết tráng là được rồi. Hồi đó mình làm nó nhẹ ha anh em, chứ cái dao mà nó phù bên đây, nó hót bên kia, nói chung cái dao nó xấu dữ lắm, xấu ha. Nguyên cái thân cái dao nè, chỗ này nhiều nó phù ra, bên đây nó hót vô, phù ra nó hót vô, đó là không có sửa tráng, sửa này sửa nọ, sửa dấu ha. Đó, cái dao mình nè anh em thấy không đó, mình sửa trong này một chút xíu nữa rồi lượm này ha. Đó, bây giờ ngay để nguội xong mình mới sửa ngay đó. Rồi, quên còn đóng dấu nữa đó, mệt quá. Chăm bình trà uống cho anh em ơi. Đuối quá, làm riết mỗi ngày quải quá. Có làm thì nói chung cũng mừng, mà có cái làm quá thì cũng mệt. Mà cái gì làm vậy con anh em ơi. Nói chung làm cái gì cũng phải, nói chung có tiền mà phải mệt đó. Mệt mà nó khỏe ha. Đi trà móc câu anh em, Đại Vinh này có trà móc câu ha, Xuân Thạnh này mới mua mới khui ra đi nè. Trà này uống cũng được, anh em nào cần có ấy, có dịp nào có gửi đồ đặt đồ gì cũng mới mình mua giùm nha. Trà này 400.000 ký rồi, uống cũng được đó. Không phải nè, này ốp lại anh em ơi. Trăm gram ta cũng bán nữa, chứ không phải mua bịch gì ha. Tại vì bịch này 250 gram, mình kêu vô bịch để 100.000, 100.000, 4 bịch là 400 nè. Trời, phải rửa con gái ha. Rồi à, để đi, để nó nguội cái rồi cái đồ anh em mình làm, anh em mình xem chơi ha.
Quậy quá. Ngâm. Tại sao mà biết trà mà mình không mua một lần 1 ký anh em? Tại vì cái lần bịch 1 ký mình khui ra nó mất có bay hơi. Mình mua lần chia làm 4 phần, nó uống hết bịch này khui bịch khác. Vậy đó. Mình thì vậy ha, anh em tùy theo anh em. Mệt quá. Ôi, ai da, đụng. Này nó ra nước xanh xanh chứ không có phải như vàng như trà kia anh em ha. Rồi mời anh em uống trà. Uống trà với uống nước mời anh em chứ nhiều chuyện khác không mời anh em được ha. Ơi, mới gót ra nóng uống tới luôn anh em ơi. Thơm, nó thơm lại á. Như hút thuốc đâu đâu có dám mời anh em, tại bên YouTube người ta không cho chứ các bạn cũng mời hết trơn ha anh em. Nó ăn cường cái gì nó cũng được mà có hút thuốc nó không mời mình, với nhậu nó không mời ha. Ơi. Nóng rồi uống đã nè. Rồi bây giờ tiến hành cái mình vô dạ nóng ra quên nữa vô cái mình đóng dấu luôn anh em ơi. Bên đây nó chưa đóng dấu nè. Rồi đó vô lửa đốt luôn. Lửa đốt làm liệt luôn. Ôi, xin lỗi bụi quá quên bật cái quạt. Xong. Rồi để nguội cái mình sửa. Em thấy vậy cái cây dài có tấc 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 mốt gì tấc được rồi này, cán này con tấc ba mà. Cán con tấc ba này mình làm chuyện tấc mốt rồi hai khâu đỡ cái vụ hai khâu ha, không chịu nổi nhưng mà nó bung mất rồi. Để mình nguội xong mình làm anh em mình xem ha anh em. Quá trời uống đi trà nữa cái vô ngồi chút cái mình làm cán luôn rồi làm anh em cho xem. Nói chung mình cũng lắm muốn tranh thủ làm cho lại cái anh em mình lên mình xem ha. Nhiều anh em cũng trông nữa rồi sao lâu không thấy lên clip đồ này nọ để xem coi cái này làm giao gì đặng canh đặt ha. Giờ nó ra rồi anh em ơi. Mệt uống bình trà cũng khỏe lại ha. Đàn ngày uống 6 bình trà, 6 bình, 6 bình ấm vậy ha. Rồi, thôi. Đây đi. Nào lên cũng tối tối không anh em ơi. Rồi. Ôi, trong thời gian chờ đợi mình để cho nó nguội, mình làm nguội mình đi cắt khâu anh em ơi.
Đó, này khô đồng anh em ha. Đó. Đó. Cái khâu này khâu trước, khâu này khâu sau ha. Đó, các cái nó cũng có ba giới vậy nè. Cái lưỡi này nói chung nó chế hộp kim thôi chứ không đúng là cái lưỡi cắt nhôm. Mà lưỡi này mình có rửa đi rửa lại vậy ha. Tức là mà có mài dũa nó rồi nó lục á, cắt nó không được bóng mấy ha. Cắt dội quá cái nó có đường nó văng văng mình cũng phải mài lại. Đó. Rồi, bây giờ mình tiến hành cái mình làm cái cán rồi mình tiến hành cái xong rồi cái mình tiến hành mình làm cái dao luôn anh em mình xem ha. Rồi. Giờ mình trong thời gian chờ đợi thì cho nó nguội đi ha. Rồi mình làm dao luôn.